Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Nguyên nha. Lại là Uchiha đây và chúng ta tiếp tục cái hành trình leo top nha các bạn. Ok, như thường lệ mình sẽ dùng những con tướng mạnh nhất của mình, Ruffiness, Zeppelinder, Auger và Cobbler. Coupler đâu? Đây, coupler đây, rất là đẹp trai các bạn à. Rồi, đánh thôi. Ok, trước tiên chắc là mình sẽ ưu tiên thăm nhà người quen các bạn ơi. Hôm nay mình thấy nhà của Kala, Kala người quen của mình. Chị Kala ơi, em thăm nhà chị đây. Ok. Lắm. Kala là người quen mình ngoài đời luôn các bạn. Mỗi lần mà mình làm clip như thế này, mình thăm nhà cái là ai cũng nói, chị nói là mình đưa tao lên YouTube, tao không thấy tao nổi tiếng đâu mà tao thấy hả, tao bị mất vàng nhiều quá. Mày hả bởi phá thành thôi. Lốm. Đấy, các bạn thấy cấp lơ mình mạnh không các bạn? Rồi. Rocket đây. Yeah. Win. Ok, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ thăm nhà của Mr. Min. Mr. Min này thì không có quen ở ngoài, nhưng mà anyway đây là người chơi các bạn. Mỗi lần thăm nhà người chơi rất là vui. À, nhà Mr. Minh cũng khá mạnh bạn ơi. Để xem mình có phá nổi không nha. Bum. À, Wizard yếu bạn ơi. Mười mấy cam. Ok, phá thành thôi. Bum. À, không đủ sức. Hai quá rồi. One more shot. Yeah, các bạn thấy. Còn Zeppelinder nó có cái chiêu rocket rất là mạnh bạn. Rồi. Kenji này gặp hoài luôn á nha. Lụm Kenji luôn. Đánh cho Kenji hạ từ Kenji xuống hả? Ken ít luôn nha. Lắm. Và thằng của Kenji mạnh hơn thằng của Kala. 5k lần. Thằng này là máu thằng của mình á. Lắm. Thôi ơi, đánh nãy giờ mà mới được phân nửa cây rồi. Trâu thế. Rocket đây. Sắp win nữa bạn ơi. Yeah, phát này chắc win luôn rồi. Không win nổi. Một phát nữa. Yeah. I win. Ok. Rồi. Incognito này không biết là người nước nào đây nữa. Không biết phải người Việt Nam không? Nếu người Việt Nam xem được clip này nhớ like, share và subscribe kênh cho mình nha bạn ơi. Lắm. Yeah. Hay hả bởi. Tường thành đây cũng khá mạnh. Hả bởi. Giỡn hả bởi. Không biết sau này game thế nào, nhưng mà với thời điểm hiện tại thì mình thấy team này là đánh là khá là ok đấy. Ruffina, Zeppelinder, Auger và Cobbler đánh rất là phê. Ok, mình sẽ đánh
Nhà Ronaldo. Ok. Đội này yếu nên mình cần chơi thiên thạch thôi. Đấy, lắm. Thì mình cũng hay nói á, đối với game này á, chúng ta nên ưu tiên thắng. Đó là lựa những đoạn mà mình thấy yếu á, mình đánh thôi. Bởi vì mỗi lần thắng á, mình có tỷ lệ mình nhận được những cái mảnh NFT á. Đấy, ai sao lần này không được mảnh nào vậy ta? Thì những mảnh NFT nè sẽ giúp cho mình ghép lại thành những con tướng NFT đó, và những con tướng này mình có càng nhiều thì mình lại càng có khả năng kiếm được nhiều view á. Ok, đội này khá mạnh nhưng mà để đánh thử coi nổi không nha các bạn. Máu bên kia đã là 43k rồi, rất là mạnh luôn. Mình có 35k thôi. Giảm xuống tí đi bạn ơi. Lắm. Địch quá mạnh bạn ơi. Địch quá trời. Rocket đây. Bom bom bom. Rồi, one more shot. Nổ đam không? Trời, không nổ đam được. Phải cái đó mà nổ đam thì sẽ ngon. Yeah, mình giết được tăng cơ bên đó rồi bạn ơi. Trời đất ơi, các bạn nhìn cái skill của con ngựa bên kia ghê không? Một phát một coi như là chết hết nguyên một hàng lính của mình luôn. Rồi, 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 chết tôi rồi, thua rồi các bạn ơi. Địch mạnh quá. Ok. Thôi mình kiếm đội khác nha. Kiếm đội khác đánh thử. Daniel đi. Thử xem. Ôi, Daniel cũng trâu phết đây. Sao toàn gặp những đội trâu không vậy ta? Lên xả sấm sét xuống giết một con đi lắm. Ok. Rocket đi. À, nổ đam đó bạn. Các bạn thấy khi mà nổ đam nó sẽ giết rất nhiều lính của tiêu chiêu của ai giờ sợ lắm. Lúc nãy mà nổ đam là mình thắng cái đội hồi nãy rồi. Ok, được một mảnh AUG. Rồi. Bây giờ quay lại đây đánh thử lại một lần nữa coi. Ghét cái con mập mập này lắm này, mập xanh xanh này nè. Chơi mày luôn, làm lại nha, cố gắng thắng nha anh em. Địch có vẻ không đông nhưng mà địch rất là trâu các bạn à. Máu trâu. Tướng mạnh. Lắm. Đúng rồi, Rocket. Đúng rồi. Rồi, AUG, skill nổ đam đi. Không nổ đam bạn ơi. Đem địch mạnh quá, không nổ đam nữa. À, con dép mình vẫn còn sống. Còn tỷ lệ thắng bạn ơi. Trận này thắng rồi bạn ơi. Yeah. Mày hả bữa, mày hả bữa. Yeah. Ok, đánh thắng rất vất vả, được hai mảnh. Rồi, Châu. Thăm nhà của bạn Châu này coi. Châu này thì không có tướng. Nhưng mà được cái là đông. Ok. Rồi, mình sẽ búp cho tanker lên. Và lụm tiếp.
cái con drama nó bên địch mạnh luôn, nổ đam. Yeah, các bạn thấy nổ đam đã không, chết một đội lính luôn đó các bạn, xịn lắm. Ok, trận này mình được hai mảnh rồi. Emily thử coi nha, Emily này xem. À, cũng không đông lắm nhưng mà tướng này cũng trâu đó, máu trâu, ngựa này cũng trâu. Thử xem nào. Giết một con, một con bắn súng. Con bắn súng này nó ghê lắm các bạn. Nó bắn nó có thể tỷ lệ xuyên giáp đó. Các bạn thấy những viên đạn màu đỏ đó là nó xuyên giáp. Nó bắn thẳng trực tiếp vào máu luôn chứ không xuyên giáp. Nên là ghê. Này hả bụi. Hưởng rocket đi. Yeah. Này hả bụi. Rồi win luôn. Yeah, nổ đam win các bạn ơi. Được một mảnh. Heavy Tower. Heavy Tower. À. Ok. Được, cái này làm được làm luôn. Được, thử xem lần này mình có clear cái map nổi không nha các bạn. Nếu mà clear map nổi thì xíu nữa mình sẽ refresh cái map lại để mà đánh tiếp ha. Ok. Rồi. Lắm. Ai. Xem chết kinh nha. Nói chung mình chưa đến chung nha. Lắm. Địch đông quá. Rồi. Cho một búa. Yeah. Được hai mảnh bạn ơi. Ok, hôm nay cố gắng summon thêm tướng ha. Really. Really nè, à, nhìn cũng cũng khá trâu đấy. Mẹ thử xem có đánh nổi hay không. Được cái đội này có cái team tanker phía trước màu vàng nè. Mấy con nó trâu dữ lắm các bạn, trâu mà đám to nữa. Máu trời ơi, ai quýnh một cái mình mất nửa máu kìa bạn, rất phi nào mình mất nửa máu luôn, địch mạnh lắm luôn á, không phải thường đâu bạn đó, bạn thấy không. À, chắc không qua nổi đội này quá. À, nổ đam đi, nổ đam mới win, không win nổi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Hy vọng mong manh. À, rồi xong. Ghét ghê. Thua rồi các bạn ơi. Ok, chuyển qua đánh nhà khác nha. Skyler này lúc trước mình đánh cũng không lại nè. À rồi nữa rồi. Lại gặp cái đội lính trước màu vàng này. Ok. Đánh đội khác trước đi. Đội này thử xem. Lắm. Dạ, trâu dữ vậy ta. Trâu quá mà chặn lời đúng không bạn ơi. Địch vừa đông mà vừa trâu nữa. Nổ đam đi. Không nổ đam luôn bạn ơi. Này quá bưởi. Cho mẹ ăn búa, cho mẹ ăn búa nè. Ok. Win không?
Ok. Cái này chắc win nè. Yeah. Rồi, trận này win rồi các bạn ơi. Cho nó ăn búa. Búa đây, búa đây. Yeah, được một mảnh coupler. Đánh vất vả luôn, nãy giờ được có một mảnh coupler. Giận ghê chưa? Ok, bây giờ mình sẽ đổi con một cái con tướng tanker vô để mà đánh thử lại những cái đội nãy nha. Mình sẽ dùng con này, con Rush. Coi coi nó có thắng nổi không. Đánh bên trên Willy này trước đi. Ok. À, lẽ ra mình phải đổi chiến thuật cùng bắn xuyên giáp chứ nhỉ. Ok. Để coi lát đánh thắng không. Nếu mà không thắng thì mình sẽ đổi chiến thuật. Mình sẽ dùng những con bắn súng cho nó bắn xuyên giáp. Yeah. Trận này có gì khả quan hơn không? À, thua lần nãy nữa. Ok. Nổ đam. Không nổ. Quá giận luôn. Win không? Yeah, trận này win hả bạn? Ok, được được một mảnh Zeppelin. Rồi, bây giờ tới Skyler. Có clear map được không nha? Vô. Nè, bây giờ mình sẽ đổi chiến thuật chỗ này, mình sẽ dùng con bắn súng này. Đó. Ở sau này thì mình sẽ dùng cung thủ này. Đó, đổi chiến thuật để đánh với đội bên đây, coi có thắng nổi hay không. Ok. Let's go. Rồi, mình sẽ búp cho mấy con thanh tròn lên. Con bên đây. Lắm. Ok. Không xin nhé bạn ơi. Tàu quá. Giết hết cái đội tăng cường Yeah. Cũng thua. Ok, chắc đánh không lại rồi. Rồi. Vậy thì ở dưới còn một đội kìa, để thử với đội dưới này cái nha. Ma sinh. Thử nha. Có thể sẽ win. Địch quá đông. Và cái con tướng mình địch quá hung hãn. Bạn thấy nó thách thức mình quá trời không? Kìa kìa, đó 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 đó. Mày hả? Địch quá mạnh bạn ơi. Rồi xong. Bye bye. Xong phim. Rồi. Mình đã thua. Ok. Bây giờ đổi tướng và refresh map nha. Giờ tiếp tục mình sẽ chơi đội màu đỏ. Mình có hai đội chủ lực là đội xanh với đội đỏ đó các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình refresh map map cái. Ok, đã refresh map xong. Bây giờ nhìn một vòng xem sao. Bololand đâu? Nhà của ai ở đây? Ok, chắc đánh được vài trận các bạn. Rồi, ok, lượm cái nhà gần mình nhất, bâu đi.
Bầu hả? Bầu chơi bầu luôn nè. Bệnh gì cử đúng không bạn? Rồi. Bầu hả? Bầu phá nhà thôi. Cái con rush này nè, dùng để phá nhà là tuyệt vời nhất luôn nha các bạn. Đam nó đánh với trường thành là nó to hơn rất nhiều. Đấy, quên rồi, không được mảnh nào hết. Giờ tới Hull Rider coi. À, mình rất là sợ những cái đội tướng mà có lính vàng vàng đó. Ok, lượm thử coi sao. Cái đội support mà nó trâu dữ á, nổ đam không nổ. Ok, cũng win bạn ơi. Yeah, rồi được 3 mảnh nha. Tiếp. Đội này có vẻ dễ nó. Cho mấy con trở thành khổng lồ, cho máu nó trâu lên lắm. Mày nó bưởi, ê làm gì nó hút ca máu luôn rồi, sát thương á. Được một mảnh coupler nè, một mảnh Philip. Tiếp tục. Ok, đội này dễ nhai, lụm luôn. Ok, win rồi bạn ơi. Được tiếp tục một mảnh coupler nữa. Rồi, thử đánh thành của Ryzen này coi làm sao nha. Chà, địch khá là trâu bạn ơi. Bạn thấy tướng bên đây nè, có bốn con rất là mập bự rồi, thấy không? Đồ con quá, hung hăng quá. Bên mình chưa đô bằng nó, bạn thấy ha. Bây giờ mình sẽ búp lên cho nó đô lên nha. Ý bự con hiếp người ta hả? Lắm. Bên địch mạnh quá bạn ơi. Rồi xong rồi, xong rồi. Xong phim tôi rồi. Thua rồi các bạn ơi. Địch quá mạnh. Ok, thôi đánh đội khác. Đội này đi, cho nó dễ thở. Địch cũng khá đông đấy. Cái đội support khá hùng hậu đấy. Hùng hăng bị mình bắn không cái một chiếc quẹo vậy. Mày hả bởi ăn búa nè, ăn búa nè, mày hả bởi cái đội support mình đó đông quá.
Nổ đam, nổ đam đi. Không nổ đam bạn ơi, nổ cũng là giết hết đội đó đó. Yeah, được thêm một mảnh Cobbler nữa. Ok, rồi tới cái nhà này đi. Không biết nhà này nhà của ai đây. Kệ, cứ thăm trước cái đã rồi tính sao. Cứ cướp trước đã, tính sao. 11k vàng lần. Rồi, búp lên và lụm thôi. Lụm. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Ok, quá trầu à. Vậy đó, mà còn chưa phá được cái tường thành nữa. Thành này trâu dữ vậy ta. Chết tôi rồi. Lớn. Nổ đam luôn. Nổ đam đi. Win nè. Yeah, các bạn thấy skill con ngựa mạnh lắm. Skill con ngựa là có thể giết chết mấy hàng lính luôn các bạn. Ok. Rồi. Clear map 2 lần rồi đó bạn. Còn mấy đội đánh không nổi thì thôi ha. Rồi. Để xem mình được bao nhiêu mảnh tướng rồi. À ok. Cũng hầm hầm rồi. Chắc trong hôm nay sẽ cố gắng để mà lấy được thêm con Cobbler và con Zeppelin cũng như những con khác. Rồi. Ok. Chắc là Nguyên xin phép dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và đã ủng hộ Nguyên, và nhớ like, share và subscribe kênh, cũng như là bình luận nếu có thắc mắc hay là muốn làm clip như thế nào đó, thì các bạn cứ bình luận lại và Nguyên sẽ làm để mà cho các bạn xem ha. Rồi, cảm ơn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.